Vâng, xin chào các bác. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn những bác nào mà chưa biết dùng cái phần mềm LG Bridge nhé. Bridge này, cái phần mềm này này. Rồi, đây, cái phần mềm này nhé. Thì phần mềm rất là dễ sử dụng thôi, và nó có cả tiếng Việt. Các bác muốn download phần mềm này thì các bác lên Google thôi. Google là ra hết đấy mà. Các bác gõ là LG Bridge. Đấy, các bạn chọn đúng tên của nó. Đấy, thì nó sẽ ra rất là nhiều cái trang để mình download nó về. Thì em cái bản em bây giờ em download cái về thì là cái bản này. Đấy, cái dòng thứ hai này. Đấy. Các bác download nó về thôi. Download nó về thôi. Thì nó download nó về đây rồi. Download quyển nó download về đây rồi. Đây, em đã download nó về đây rồi. Thì sau khi bác download cái này, cái file này về được rồi thì bác cài ra bình thường thôi. Cái này thì rất là dễ thôi, không có gì cả. Còn cái phần driver trước đó thì em sẽ để ở dưới phần mô tả nhé, cho driver ấy. Rất là dễ thôi. Bác cài cái này ra. Cài ra thì sẽ được cái đây, cái được cái LG Bridge này. Bây giờ sau khi cài ra xong rồi thì các bác mở nó lên. Đó, mở lên. Thì đây mình đã không kết nối cái này, ví dụ như là nó đang ở tiếng Việt nhé. Còn bình thường các bác nếu thấy nó ở tiếng Anh ấy, thì các bác phải có thể là nhấn vào cái hình bánh xe này, thì các bác chuyển đổi cái ngôn ngữ cho nó về tiếng Việt cho dễ dùng. Đấy, thì đây trong phần ngôn ngữ này các bác có thể chọn. Đấy, chọn rất nhiều ngôn ngữ. Đây, mình để tiếng Việt cho nó dễ dùng thế thôi. Rồi, ok. Thì ở đây cái phiên bản khi em đã cài xong nó tự động update lên, thì em đang dùng cái bản là 1.2.52 này. Đấy, thì cái bản này nói chung dùng cũng ổn định hết ấy mà. Đó. Thế đây, hiện tại thì cái phần mềm này nó em chưa cắm con V30 vào. Đấy là nó sẽ báo là không có thiết bị nào được kết nối. Thì bây giờ em sẽ cắm vào. Đây, đây con V30 của em này. Đấy, dây cắm đây. Đấy, em sẽ cắm nó vào. Đó, cắm vào rồi. Đấy, cắm vào rồi thì đây này nó sẽ yêu cầu là mở khóa màn hình trên điện thoại. Cái đó kích vào chỗ kết nối lại để tiếp tục. Đấy. Thì em sẽ mở khóa màn hình. Mở khóa màn hình điện thoại của mình. Đấy, rồi mở khóa rồi nhé. Và mình sẽ ấn vào cái chỗ yêu cầu kết nối lại. Đó. Đấy, mình sẽ kết nối lại này. Mình sẽ rút rút nếu mà nó chưa được ấy, thì mình sẽ rút cái cáp ra, mình cắm lại thôi. Cắm lại thôi cái gì. Rồi, nó vẫn chưa kết nối được. Thì mình thử xem vào trong này. À rồi, chả cần xem gì cả, nó cũng kết nối được rồi. Đây này. Khi mà kết nối được rồi thì nó sẽ hiện như này. Đấy, V30 USB này. Còn cái trên này, còn trên điện thoại này, thì nó đang là để chế độ nào cũng em đang để chế độ là chuyển tệp nhé. Đó, chuyển tệp. Đấy, ok. Rồi, đây nó đã kết nối được với con V30 rồi. Thế đây, trong này thì có 3 phần thôi. Cái phần đầu với phần thứ hai thì các bác nào không cần biết thì cũng không cần quan tâm nó làm gì. Đây, mình quan tâm với cái phần thứ ba thôi, cập nhật phần mềm này này. Đó. Thì đây ví dụ như là cái bản Hàn hiện tại đến thời điểm này ấy, thì nó đang là cái bản 21O rồi. Thì khi mình ấn vào cái phần cập nhật này ấy, nó sẽ không cập nhật được đâu. Đây, ví dụ các bạn ấn này. Đấy, các bạn để nó chờ. Chờ đi, nó sẽ báo là điện thoại đã được cập nhật rồi. Vì vì điện thoại mình nó đang là bản mới nhất rồi. Đấy là cái trường hợp bình thường nhé. Đây, chờ thì các bác cứ chờ thì đi. Các bác cứ chờ thì đấy nó đấy. Thấy chưa? Vì điện thoại của em nó đang là ở cái bản phần mềm 21O nó mới nhất rồi. Cho nên cái phần mềm LG Bridge này nó sẽ báo là điện thoại cập nhật.
đấy là ok. Và ví dụ như các bác nào bản Hàn ấy mà đang ở bản dưới bản 21O ấy mà các bác nhấn vào đây nó cũng báo như vậy, thì có nghĩa là cái bản Hàn của bác đang gặp vấn đề về về lỗi phần mềm một tí. Thì các bác nhìn thế này, đây là có cái phần này phục hồi lỗi cập nhật này, đó phục hồi lỗi cập nhật này, thì các bác ấn vào đây. Nếu như các bác mà đang ở bản bản bản, bản thấp hơn ấy, ví dụ bản 21N hoặc 21K chẳng hạn, mà các bác kiểm tra ở trên điện thoại mà không thấy phần cập nhật đâu ấy, à không không thấy có bản mới ấy, thì các bác ấn vào đây, ấn vào cái phần phục hồi lỗi đây này. Đấy thì đây ví dụ em ấn nhá, ấn vào này, đấy nó chạy để nó sẽ khắc phục được cái lỗi không 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 nhập không cập nhật OTA cho các bác được. Đấy, các bác chạy xong cái này thì nó sẽ ok thôi, từ đó là các bác sẽ cập nhật được bình thường. Đấy, các bác để nó chạy vì cái máy này của em không có lỗi này, không có lỗi mà không không OTA được. Đấy, nó chạy một lúc thì nó sẽ báo là không có lỗi gì. Đấy chưa. Đấy. Đấy. Cái này thì cái phần này là chỉ chú ý cho mình thôi. Mình có lỗi gì đâu mà nó cập nhật nhỉ? Mình đang 21O rồi mà. Đấy. Rồi. 20 2 chấm phẩy 2 phẩy 95 GB. Tại sao nó lại có cái này? Của mình đang là 21O mới nhất rồi mà. 21O mới nhất rồi mà nó có cái này. Thì không hiểu là như nào. Thì mình không cần thiết, tại vì mình đang là tại vì cái này rất là lâu mà để cái này download về thì rất là lâu. Thì ví dụ như máy nào các bác đang bị lỗi thì các bác cứ để nhé, còn máy của em không lỗi em không không cần để nữa. Nhưng mà vấn đề này em cũng đang muốn để xem nó thế nào, thì nếu mà để như thế này ấy, cái clip nó sẽ rất là dài, thì em cũng chỉ cho các bác biết là cái chỗ phần đấy để cái phần phục hồi lỗi cập nhật ở chỗ vị trí góc này này. Thì các bác nào mà bị không cập nhật OTA được thì các bác nhấn vào đấy để sẽ khắc phục được cái lỗi đấy cho các bác. Tại vì phần mềm nó rất có hai chức năng đấy thôi, là cập nhật trực tiếp và sửa lỗi thôi. Đấy, rất là dễ. Rồi ok, thì máy máy này của em cũng không biết là đang lỗi gì, đang lỗi về về cập nhật gì, nó đang tải những 2,95 GB đây cơ. Thì cái thời gian này rất là dài, thì thôi cái clip này nó sẽ chờ không thể được. Đây, em sẽ chào các bác để em sẽ xác nhận lại vấn đề này sau. Ok. Rồi, xin chào các bác, mình em lại tiếp tục lại cái lúc nãy đây. Thì đây, sau cái quá trình mà tải 2,95 GB tầm khoảng 20 phút, 30 phút thì nó xong rồi đây, xong 100% rồi đây. Thì nó báo này, các cập nhật an toàn từ Google đã được đưa vào nội dung cập nhật này. Nó chắc là máy em nó hơi thiếu an toàn tí, chắc nhiều để xếp quá. Thì đây xem máy em nó có cái gì. Thì đây nó chả mất cái gì cả, chả mất cái gì cả các bạn ạ. Ảnh vẫn còn, chung là các ứng dụng thì vẫn y chang, các ứng dụng vẫn y chang, chả mất cái gì cả. Và xem nó vẫn đang bản nào nhé, xem nó đang là bản nào. Đây, nó vẫn đang là bản O thôi, chả thay đổi gì cả. Đấy, dẫn đến là đấy, cái phần mềm này ấy, các bác nó rất là dễ, bởi vì nó không sẽ không xảy ra cái lỗi gì cho các bác đâu. Đây, mình sẽ ấn hoàn thành cập nhật. Đó. Đấy, mình sẽ kiểm tra cái phần mềm, à bên kiểm tra cái xem có cái đặc gì mới không, có cái chờ một tí, cái này thì phải chờ một tí. Rồi mình sẽ kiểm tra lại cái phục hồi cập nhật xem nó có cái gì không. Rồi, đây là mới nhất nhé, không có gì nhé. Đây, mình sẽ kiểm tra lại cái phần này, để xem nó đã hết lỗi chưa.
Rồi, mình sẽ kiểm tra. Nếu mà máy không có lỗi gì ấy, nó sẽ báo không có lỗi thôi. Đấy, cứ chờ một tí, cái này nó hơi lâu một tí, lâu hơn một xíu thôi. Lại nữa à? Ôi thật là vãi, cập nhật lắm đấy. Mình cũng không hiểu được. Nó bị điên rồi. Mình lại làm lại phát nữa đi. Đến bao giờ thì nó mới hết lỗi này đây. Vi rượu quá. Chạy một lần này, lần thứ hai mà nó vẫn báo lỗi nữa là sao? Đây là lần đầu tiên mình gặp cái trường hợp như này. Đây, vẫn 2,95 GB. Lúc nãy nó tải một lần rồi. Giờ lần thứ hai. Thôi, kệ nó đi. Mình sẽ chờ 30 phút nữa. Và mình sẽ quay lại clip chờ 30 phút nữa xem nó bao giờ mới hết được thế này. Ok, chào các bác, hẹn lại gặp lại bác 30 phút nữa. Rồi, xin chào các bạn. Em lại trở lại lần thứ ba nữa đây. Thì bây giờ lần thứ ba là cái G-Bridge này nó báo là hoàn thành rồi. Lần trước cũng cập nhật một lần như này rồi, và nó cũng báo như này luôn, và ấn này xong. Đấy, lật lại đi. Mở khóa cái đó lại. Đấy. Cái đó là cắm lại. Đang kết nối. Rồi, cái lỗi USB rồi. Mình sẽ lại cập nhật phần mềm phát nữa xem nó có cái gì mới không. Chắc chắn là không có gì mới rồi. Chắc là không có gì mới phần này rồi. Phần này thì chắc chắn không có gì mới. Mình xem cái phần dưới kia thôi. Cái phần phục hồi lỗi xem nó có gì không. Nó mà là mà lại bắt tải 2,95 GB nữa thì lần này thôi nhé. Mình không biết đây là cái lỗi quái quỷ gì. À, phần này chắc chắn là không có gì rồi. Máy mình vẫn là bản mới nhất. Rồi, mình sẽ quan tâm với phần này nữa. Phần phục hồi lỗi này. Tại vì lúc nãy ấn vào cái này rồi ấy, thì nó bắt tải 2,95 GB. Để lần này xem nó có nữa không, hỡi một con nữa thì mình hủy nhé, mình coi như là xong xong rồi nhé. Thì cái lỗi này mình cũng không biết là cái gì cả. Rồi, ấn rồi, để xem nó có kiểm tra được cái lỗi gì không. Đây là lần đầu tiên mình gặp cái trường hợp như này, và mọi lần thì ấn vào phát là nó báo là không có lỗi gì cả. Đấy, nó lại báo như lúc nãy, và không biết lỗi này là xuất phát từ đâu. Có đẹp phải cập nhật thì chết quá vô khỉ. Thôi rồi, cái này bỏ nhé, cái này bỏ bỏ qua, không sẽ không làm gì nữa, coi như máy mình đã xong. Và các bác chỉ quan tâm đến phần trước trước đó, quan tâm phần đầu thôi, cái cách làm của cách cách sử dụng cái phần mềm này thôi nhé. Còn mấy cái dở hơi này thì không biết được, em chịu. Rồi, ok, bỏ tay. Rồi, xin chào các bác. Bỏ đi.